đi đâu đấy, dẫn bố đâu đấy? Đi xe máy xúc. À, hai bố con lang thang suốt mà chưa tìm được cái gì để quay. Không biết Dương đang dẫn bố đi đâu đây? Máy xúc. Cái gì đây? Máy xúc. Lại máy xúc à? Đâu, đã thấy đâu? Đây. Đâu? Đây, đúng ở kia kìa. À, lại một chiếc máy xúc. À, mọi khi thì Dương hay đứng từ xa để quan sát máy xúc làm việc. Hôm nay Dương với được tận mắt là đến gần chiếc máy xúc. Bây giờ Dương dẫn bố đi một vòng để xem cái máy xúc này như thế nào. Đây là cái gì đây? Đây là cái gồng. Hả? Đây cái gồng. À, đúng rồi, đây là cái gồng. Biết cái gầu này nó có răng để làm gì không? Răng để múc cho nó dễ. À đúng rồi, cái răng này để răng nhọn này để mà múc đất để cho nó dễ, đúng rồi. Đi tiếp nào. Vừa múc đất vừa cào ấy. Vừa múc đất vừa cào à? Nào, đi vào cái nào. Ui. Dương đếm xem cái máy xúc này có tất cả bao nhiêu cái lốp nào. Nào, đến thế nào? Đâu, tất cả bao nhiêu cái? 5 cái. Đấy, trèo đấy, tôi trèo xuống đấy. Nào, trèo lên để khám phá thế nào. Mọi khi thì cứ đứng từ xa để xem hôm nay nhá. Hôm nay được đến tận nơi nhá. Được nhìn thấy, sờ thấy nhá. Sợ không? Chào lên. Đây. Dương chào, hãy đứng đây cho nào để bố xem nào. Lúc bố chào lên đây quay chứ. Hả? Lúc bố chào lên đây quay chứ. Đúng rồi. Cái máy xúc này màu gì đây? Cái máy xúc này màu cam. À đúng rồi, cái máy xúc này màu cam. À, Dương chơi cái máy xúc này thích hơn hay là chơi máy xúc đồ chơi thích? Chơi máy xúc này thích hơn. Đúng rồi, đây là máy xúc thật này, còn cái máy xúc hay không chơi không phải máy xúc điều khiển đâu. Đúng, máy xúc điều khiển là máy xúc đồ chơi, máy xúc bằng nhựa nên không thích đúng không? Xuống ngã, xuống đi, hai anh em xuống đi. Xuống một bậc này đi. Thank you.
and a woof, woof. There, here, woof, there, woof, everywhere. Woof, woof. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a quack, quack, here and a quack, quack, there, here, quack, there. Hai bạn này khám phá máy xúc thật có thích không? Có. Thế lớn lên có muốn lái máy xúc không? Có. Khám phá cả công năng nữa. Nào thôi bây giờ tạm biệt các bạn, mình đi về nhá. Rồi, đi về. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhá.